Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin viêm phổi Vũ Hán gây nguy hiểm ra sao cho Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump rõ ràng có nhiều yếu tố nguy cơ cao, bao gồm tuổi tác, cân nặng và giới tính nam. Tất cả đều làm tăng khả năng ông bị nhiễm virus corona nặng. Tổng thống Trump năm nay 74 tuổi, nặng 110 cân và cao 1m90. Chỉ số khối cơ thể BMI của ông là trên 30. Như vậy, theo định nghĩa y khoa là béo phì. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania. Giờ đây, ông dương tính với virus corona, điều đó có ý nghĩa như thế nào? Tuổi tác vốn là một yếu tố quan trọng liên quan đến việc bị nhiễm nặng, dẫn tới việc tử vong trong một số trường hợp. Một phân tích của hơn 100 nghiên cứu các dữ liệu từ khắp thế giới cho thấy nguy cơ bệnh cho trẻ em và người trẻ là rất thấp. Tuy nhiên, ở tuổi 75, ước tính 25 người nhiễm virus thì có một người tử vong. Tỷ lệ này là 1 trong 7 đối với người trên 85 tuổi và 1 trong 4 với người trên 90 tuổi. Một mô hình tương tự được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ đã làm. Theo đó, 8 trên 10 ca tử vong ở Mỹ là người có độ tuổi trên 65 và những người trong độ tuổi của ông Trump có nguy cơ phải cần chăm sóc ở bệnh viện lớn gấp 5 lần những người ở độ tuổi 20. Và nguy cơ tử vong ở độ tuổi của ông Trump lớn gấp 90 lần người ở độ tuổi 20. Hiện chưa rõ lý do của điều này, chủ yếu do ở người già, hệ miễn dịch hoạt động kém hiệu quả hơn, hay nói chung là người già có sức khỏe kém hơn. Tuổi cao cũng thường gắn với bệnh tim mạch, bệnh về phổi, bệnh tiểu đường, type 2, nên thật khó mà biết được liệu tuổi tác hay các bệnh đi kèm gây ra điều này. Giáo sư Ravina từ Đại học Cambridge nói như vậy. Một nghiên cứu của cơ quan y tế công xứ Anh kết luận rằng thừa cân làm tăng khả năng người nhiễm COVID phải vào khu hồi sức cấp cứu và khả năng tử vong. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đeo khẩu trang khi ở bệnh viện quân đội. Mỡ trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến tế bào bạch cầu của hệ miễn dịch, làm tăng độ viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm quá nhiều là lý do bệnh có thể làm chết người. Trong làn sóng dịch bệnh đầu tiên, nhiều nam giới hơn phụ nữ cần nằm viện và số ca tử vong ở nam chiếm tới 60%. Có sự khác biệt về miễn dịch giữa nam và phụ nữ, nhưng nam giới thường có sức khỏe kém hơn. Giáo sư Ravina đã nói như vậy. Ngoài ra, giáo sư Pankania nói thêm, chúng ta biết rằng hai yếu tố là nam giới và tuổi cao thường dẫn đến bệnh nặng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả đàn ông lớn tuổi đều bị bệnh nặng. Vậy điều này có ý nghĩa gì cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào lúc này? Rất nguy hiểm khi đồn đoán về việc virus sẽ ảnh hưởng tới từng cá nhân ra sao. Tất cả những điều bạn đọc được là bức tranh tổng thể, một mô hình cho người dân khắp thế giới, chứ không phải là dự đoán đây sẽ là điều xảy ra cho vị Tổng thống của Mỹ. Sức khỏe của mỗi người 74 tuổi một khác và các bệnh khác có ảnh hưởng rất lớn tới nguy cơ bệnh nặng hay nhẹ do virus. Chỉ vì ông ấy có các yếu tố nguy cơ cao, không có nghĩa là ông ấy sẽ có triệu chứng, đổ bệnh nặng hay phải đầu hàng trước virus. Bác sĩ Mania từ Đại học King College ở London đã nói như vậy. Bà nói thêm rằng ông ấy cũng là Tổng thống của Hoa Kỳ nên ông ấy sẽ được điều trị tốt nhất trên thế giới nếu ông ấy bị ốm. Sau khi mắc viêm phổi Vũ Hán, bị sốt và mệt mỏi, Tổng thống Donald Trump được đưa đến một quân y viện vào tối thứ Sáu ngày 2 tháng 10. Tại đó, ông uống thuốc Remdesivir sau khi được điều trị bằng một loại thuốc thử nghiệm tại Nhà Trắng. Trong ngày 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ buộc phải hủy bỏ tất cả các hoạt động tranh cử vào thời điểm đúng một tháng trước cuộc bầu cử, vì ông phải chiến đấu với loại virus đã giết chết hơn 205.000 người Mỹ và nay nó đang tấn công những người thân cận của ông. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và đối thủ Biden trong vòng tranh luận đầu tiên vào hôm 30 tháng 9. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ lưu trú vài ngày tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia. Việc này có tính chất đề phòng và ông sẽ tiếp tục làm việc tại phòng Tổng thống của bệnh viện, nơi có đầy đủ thiết bị để ông có thể tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình. Ông Trump bước ra khỏi Nhà Trắng vào tối 2 tháng 10, đeo khẩu trang và giơ ngón tay cái với các phóng viên, nhưng ông không nói gì trước khi lên máy bay trực thăng. Các thành viên của tổ bay, các nhân viên mật vụ và nhân viên Nhà Trắng đều đeo khẩu trang để bảo vệ họ khi ở gần Tổng thống trên trực thăng. Trong một đoạn video ghi được lại trước khi lên đường tới bệnh viện quân đội, Tổng thống Trump đã nói như sau: "Tôi nghĩ tôi vẫn đang rất khỏe, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi chuyện đều tốt đẹp. Và ông vẫn là Tổng thống với đầy đủ mọi quyền hành. Tôi nghĩ sẽ tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người yêu thương."
ông Trump đã viết trong một bài đăng đầu tiên của ông trên Twitter sau khi vào viện vào tối ngày 2 tháng 10. Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán và một số người khác trong Nhà Trắng cũng bị như vậy. Trong đó là Bill Stephen, người quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump. Cả ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden lẫn ứng viên Phó Tổng thống của ông là Kamala đều có kết quả âm tính, ban vận động của họ cho biết. Đây hình ảnh Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Phó Tổng thống Kamala Harris dự kiến đối đầu trong một cuộc tranh luận vào tháng 10. Phó Tổng thống Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus vào sáng ngày 2 tháng 10 và sức khỏe vẫn tốt, phát ngôn viên của ông cho biết. Ông Pence đã tiếp tục lịch trình vận động bầu cử của mình sau khi có kết quả. Nhiều quan chức Nhà Trắng và các quan chức chính quyền cấp cao đã phải xét nghiệm hôm 2 tháng 10, nhưng để biết chắc có bao nhiêu người thân cận của Tổng thống bị mắc bệnh, phải để mất một thời gian vì sau khi nhiễm bệnh vài ngày xét nghiệm mới có kết quả chính xác. Các quan chức của Tổ Y tế Nhà Trắng đang truy vết những ai từng tiếp xúc với Tổng thống. Và Tổng thống Trump không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Tổng thống Brazil Bolsonaro và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhiễm virus này. Ông Johnson đã phải nằm viện một tuần, trong đó có 3 đêm được chăm sóc đặc biệt. Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi cũng đã phải nhập viện vào tháng trước và ông gọi ca của mình là một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán thật kinh khủng. Nhà Trắng đang cố gắng trấn an người dân Mỹ vào hôm 2 tháng 10 với tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang làm việc bình thường trong cách ly. Hãng Reuters đã đưa tin như vậy. Và Tổng thống Trump đã bị các triệu chứng nhẹ của viêm phổi Vũ Hán, hãng AP News và tờ New York Times dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết. Hai nguồn tin am tường về tình trạng của ông nói với tờ Times rằng các triệu chứng giống như bị cảm lạnh. Thị trường cổ phiếu đã bị xáo trộn khi xuất hiện thông tin hiếm hoi trong nhiều thập niên qua liên quan đến sức khỏe của một Tổng thống Mỹ bị đe dọa. Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,5% khi mở cửa. Giới chức Nhà Trắng cũng cho biết ông Pence sẽ làm việc tại nơi ở riêng của mình và nhân viên của ông đang bị tách khỏi nhân viên của ông Trump một cách hết sức thận trọng. Giới chức này thừa nhận Tổng thống mắc bệnh đã khiến ông buộc phải hủy bỏ kế hoạch đi đây đi đó khi chỉ còn 31 ngày nữa là đến bầu cử Tổng thống. Đây là hình ảnh phòng làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Bệnh viện Quân đội Walter Reed. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang thua điểm của đối thủ Đảng Dân Chủ là cựu Phó Tổng thống Biden. Chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu quá trình cách ly và hồi phục. Chúng ta sẽ vượt qua việc này cùng nhau, ông Trump đã nói trong một tweet vào sáng sớm ngày 2 tháng 10. Cũng trên trang tweet, ông Biden nói ông và vợ chúc ông Trump và đệ nhất phu nhân hồi phục nhanh chóng. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của Tổng thống và gia đình ông. Trước đó, thì Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đại dịch sắp kết thúc, trong khi ông Biden đăng tweet cáo buộc ông Trump cố gắng đánh lạc hướng khỏi một phản ứng viêm phổi Vũ Hán thất bại và sẽ dẫn đến cái chết của hơn 200.000 người Mỹ. Các nhà lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng trên thế giới vào ngày 2 tháng 10 cũng gửi lời chúc tốt lành nhất đến Tổng thống Donald Trump và gia đình sau khi ông và đệ nhất phu nhân Melania xét nghiệm dương tính với virus corona. Tổng thống tiết lộ kết quả xét nghiệm của ông trên trang tweet vào sáng sớm ngày 2 tháng 10. Và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom cũng đã lên tweet gửi lời chúc ông Trump và phu nhân phục hồi hoàn toàn và nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố virus là đại dịch toàn cầu vào tháng 3, kể từ đó có hơn 34 triệu người xét nghiệm dương tính trên thế giới. Trong số những người này, có hơn 1 triệu người đã chết. Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Mỹ bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 7,1 triệu ca được xác nhận và hơn 205.000 người thiệt mạng. Thủ tướng Ấn Độ Modi, đồng minh thân cận của ông Trump, là một trong những nguyên thủ đầu tiên gửi lời thông điệp ủng hộ. Ấn Độ với hơn 1,3 tỷ dân bị ảnh hưởng vì viêm phổi Vũ Hán hàng thứ hai trên thế giới với gần 6,4 triệu ca nhiễm và trên 99.000 người đã chết. Trong thông điệp đưa lên trang chính thức của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc ông Trump khỏe mạnh và nói rằng tôi chắc chắn là năng lực dồi dào, tinh thần cao độ và tính lạc quan sẽ giúp ngài đối phó với virus nguy hiểm này. Nga có gần 1,2 triệu ca nhiễm và được xác nhận và gần 21.000 người đã chết vì viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh quà tặng của một người Việt ở Houston, Texas gửi đến Tổng thống Trump bao gồm thuốc sông, dầu con ó, dầu cù là, thuốc ho, salon pad và dụng cụ cạo gió với ghi chú là tất cả do Việt Nam sản xuất, không hề có hàng Trung Quốc. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đưa ra tuyên bố vào 2 tháng 10
qua một phát ngôn viên rằng: "Tôi gửi Donald Trump và Melania Trump những lời chúc tốt lành nhất của tôi. Tôi hy vọng ông bà sẽ phục hồi tốt và sẽ sớm bình phục hoàn toàn." Đức báo cáo có trên 291.000 ca nhiễm và ít nhất 9.500 người đã chết vì viêm phổi Vũ Hán. Còn Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, người bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán vào cuối tháng 3 trong lúc cao điểm của đại dịch tại Anh, cũng gửi lời chúc tốt lành. Đầu tháng 4, ông Johnson từng được đưa vào bệnh viện ở Anh và phải nằm vòng chăm sóc đặc biệt vì Covid. Anh cũng báo cáo có 453.000 ca nhiễm và hơn 42.000 người chết vì virus corona. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Anh dường như đang phải trải qua đợt lây nhiễm thứ hai. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa gặp ông Trump tại Washington vào giữa tháng 9 để ký hiệp ước hòa bình cùng với lãnh đạo của Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ông Netanyahu cũng gửi lời chúc ông Trump sớm bình phục. Israel báo cáo có hơn 238.000 ca nhiễm, trên 1.500 người đã chết. Tổng thống Afghanistan Ghani cũng gửi lời chúc tốt lành để ông Trump trên tài khoản chính thức của ông. Afghanistan báo cáo có hơn 39.000 ca nhiễm và trên 1.400 người đã thiệt mạng. Lãnh đạo cô lập của Triều Tiên Kim Jong-un chưa đưa ra phản ứng công khai. Bình Nhưỡng cũng chưa báo cáo ca COVID nào, dù COVID đã xuất phát từ nước láng giềng, Trung Quốc. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình cũng chưa có phản ứng tức thì về tin ông Trump nhiễm COVID trên bất cứ trang mạng nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 với bản tin Viêm phổi Vũ Hán gây nguy hiểm ra sao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de